tỉnh dậy đi. Tôi đang ở đâu? Motion. Hello, và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Anh em thấy con game này có quen không? Thì giới thiệu với anh em, đây là cái con Call of Duty Black Ops 1, nhưng mà Việt hóa nha, Việt hóa xịn sò luôn. Thì đây cũng chính là cái con game đầu tiên mà mình làm khi mà mình bắt đầu cái kênh này ấy. Bữa nay mình sẽ ôn lại tuổi thơ anh em ạ. Thật ra những cái dòng game Call of Duty này nếu mà có Việt hóa chơi thì mình thấy nó sẽ ok, tại vì mình sẽ hiểu hơn về cái cốt truyện ấy nè. Trước đây mình làm á, thường là mình sẽ lấy cái tư liệu từ cái Wikipedia tiếng Việt anh em, để mình biết sơ sơ về cốt truyện, rồi sau đó mình chơi tới đâu thì mình sẽ hiểu tới đó, rồi mình sẽ truyền tải được cái thông điệp về cái nội dung của cái con game cho những anh em nào mà xem ấy. Mà bây giờ thì mình nó không cần nữa, tại vì đa số Call of Duty bây giờ đã có Việt hóa rồi anh em ạ. Những cái con game này đã mắc đã khá lâu rồi mà bây giờ mới có Việt hóa là anh em biết rồi đó, không phải đơn giản đâu. Game hơi bị hay luôn, đây là gọi là game bắn súng chiến tranh quốc dân rồi anh em. Năm 61 Vịnh Con Lợn, chuyện gì đã xảy ra? Thì lúc này là cái thằng sinh nó đang bị giống như đang bị tra khảo anh em ạ. Nhưng mà ký ức của thanh niên này kiểu như rất là mơ hồ. Đấy, đây là những hình ảnh trong ký ức của thanh niên đó. Từ từ sẽ được hé lộ. Thì lý do mình chơi lại là tại vì sắp tới là sẽ mình nghe đồn là cái series Call of Duty tiếp theo sẽ là Black Ops 6. Đấy. Thế nên là mình sẽ ôm lại con 1. Thì mình thấy cái con 1 là cái con mà mình thấy nó hay. Cá nhân mình ấy, mình cảm thấy nó rất là hay nha. Phải nói luôn á. Nội dung của nó cực kỳ gọi là hắc não, đi từ bất ngờ tới bất ngờ kia nè mà. Đặc biệt là bây giờ đã có phiên bản Việt hóa ấy, sẽ giúp cho mình hiểu rõ về câu chuyện. Quá xịn xò luôn, trời ơi. Ôi ước gì nguyên cái series này có Việt hóa đây nè mà. Đây là cái ức đầu tiên của thanh niên Mason nhớ nè anh em ạ. Cũng là cái nhiệm vụ đầu tiên của mình. Truyền tin. Mục tiêu là Fidel Castro. Cái Fidel Castro này là lấy theo của một nhân vật có thật ở ngoài đời này mà. Của thủ tướng của Cuba hay là ông tổng thống gì. Năm 1961 à. Đây là bọn mình đang bàn kế hoạch đây. Đấy. Chúng ta có địt. Mấy thằng quân Cuba này. Trời, con bé đang nhảy đầm. Mày hay, nó vô phá, quỷ thiệt. Ôi dồi, úi dồi, té xuống thấy luôn kì à. Tao hỏi mày từ đâu đến. Hãy bình tĩnh. Này thì nói chuyện với chúng tôi nè. Đây rồi, M16, phải không ta? M16 anh em ạ, à. Multi có nghĩa là được trang bị thêm những cái phụ kiện đó. Còn cái khẩu này là khẩu ASB à, mình không biết luôn. M16 nếu mà bắn đúng ra là nó sẽ chế độ 1 viên và 3 viên anh em ạ. À. Ui, sao mình không thấy gì vậy? Kiếm 5 là phóng lựu. Chết đi bưởi. Trời ơi. Cái cảm giác mà làm cháy nổ trong cái con game này rất là hay anh em nhé. Rất là thật. Ủa sao mình không còn chôn cái nó nằm luôn vậy ta? Khoan. Từ từ. Chuyển đổi ngồi. Thường mình sẽ quen ngồi bằng control và nằm là nút C anh em ạ. Ok. Ngon rồi đó. Trời ơi, mình bắn sớm quá, bị uống hết một viên đạn rồi. Cút ngay. Ồ, gì mà có nhiều thằng không si nhê kìa. Ây, ảo thật. Ui cha. Chạy.
Cover, cover, cover mấy ní ơi. Trời ơi, phải chi mà trong búp có cái chú phong lụ này ha. Là mình liên tưởng tới nhân vật Hero này mà Hero V3. Ê trời trời trời, sao tao bắn bộ tôi vậy? Nó kêu đi kìa, nó kêu đi kìa. Khoan đã, cái độ nhảy của mình nó hơi bị dính. Mình tăng lên một tí xíu. Trời ơi, độ nhảy của tôi không có miếng nào luôn kìa, ít nhất cũng phải nửa chứ. Rồi ok rồi. Cái thời mà con game này ra mắt chắc mình nghĩ nó phải là một siêu phẩm nên mà không đùa đâu. Giữ chuột phải. Rồi giữ chuột trái. Trời ơi, bọn mình né đạn như ma trận luôn. Đó, bắt đầu tra khảo mình nữa anh em à. Mẹ quýnh đập thằng nhỏ giống hay sao mà mẹ áo máu không vậy? Anh em thường biết cái ký ức mà mất đi rồi mà cứ bắt phải nhớ lại nó đau đầu khủng khiếp anh em ạ. Như lúc này chúng ta cần phải có Panadol extra. Nè, như lúc này bọn mình đang đi bắt hay là đi giết cái ông Fedo Cachon gì đấy. Trời, Cuba kìa. Thật cái con game này nhá, mới vô thôi là đã thấy hành động liên tục rồi anh em ạ. Rất là nhanh luôn, tiết tấu rất là nhanh, gameplay rất là nhanh. Rất là phê. Trời ơi, cái lúc mình siết cổ nghe cái giọng thằng đó nó khó anh em, kiểu như nó không thở nổi á. Sợ thật, ám ảnh luôn á. Còn xe ở phía trước. Mình sẽ đi theo thằng gỗ đây. Để chúng qua. Chứ nguyên đầu xe này mà không để nó qua thì nó bắn cho thì mà ai chỉ luôn. Cái hồi mà mình mới chơi con Half-Life á anh em ạ, mình cứ bị nhầm giữa cái M4 với cái M16 nha. Sau này mình chơi game sau này mình chơi những con game offline á, mình gặp hai cái súng mình cứ tưởng đó là một. Đúng là một sự hiểu biết rất là ngây thơ. Ôi súng nhiều thế nhờ, mình có nên đổi không ta? Má sọc kênh thục bà của nó luôn coi. Đó. Trong này đông lắm nha, trong này đông lắm nha, cẩn thận nha. Thúc, thúc, thúc. Một viên không tính tiền. Mình có nét nữa mà. Đúng ra mình nên chơi cái level cao cao chút xíu nè, kiểu như trung bình nó không có đã lắm, mình phải try hard cái game này. Tổng lười, tổng lười. Ôi chà, đông thế. Ôi chà, mới vừa mới nói xong nó bắn rác thế. Ôi, phải chi mà làm đứt đôi người đồ ha. Kiểu rớt tay rớt chân ra. Ủa mình nhớ có một con laptop nào đó làm rớt tay rớt chân mà ta. Anh đảo nè. Ủa, đâu vậy? Ui cha lũ đạn. À băng. À băng kiểu gì cũng có thằng chết. Đấy. À băng. À băng. Anh đảo như răng lạc luôn. Lũ đạn. Phê cực anh em ạ, mẹ phải công nhận á. Trời ơi, gì vậy? Bắn gì mà không chết. Ai da, ai da, ai da, ai da, đau quá, đau quá. Ai da, ai da, em xin lỗi mấy anh ơi, chết mẹ quá chung núp luôn rồi. Nói mình ảo tưởng rồi. Trời ơi, cái súng này nó bắn, nó chùm á, ở xa quá, chùm nó không chính xác anh em ạ. Trời ơi, rác đầu luôn rồi. Ê,
Chết chưa? Làm thấy mình thục ghê chưa? Má sao cái sọc gân này nhiều đạn thế nhờ? Quái cái đạn thật. Bắn đạn chính là 7 viên thôi nhưng mà dự phòng tới 57 viên kìa anh em. Mày bắn mới bao giờ mới hết. Thằng này hay nè. Đúng là mình phải đem thằng này vô lực lượng của bọn mình nè. Nó phản ứng lẹ thiệt. Rồi cái shotgun này nó thuộc phải nó là có tiếng đạn của bên trong vào vị trí. Dạ rồi anh ơi. Lịch sử là đây. Pim pim. Tù ô giữa chán luôn anh em ơi. Ơi, gì vậy bà nội? Đi hiệp rồi đó, bắt làm con tin rồi mà vẫn lấy súng bắn mình được. Ảo thật. Hắc à? Ui, thằng Quốc này nó hắc xuyên tường rồi anh em ạ. Hắc quên rồi. Ai da, cái gì đây? Cái gì đây? RBK. Mày... lại là tuổi thơ độc kích. Sấy nè. 300 viên. Bơi hết vào đây. Gánh tim anh em ạ. Nhưng mà băng đạn chính thì hơi thấp nhờ. Ủa sao cái này nó lại có cái gì nữa ta? Băng đạn dự trữ thì nhiều nhưng mà băng đạn chính thì có 40 viên à. Nói chung là không phê lắm. Không có băng đạn mở rộng rồi. Cái này mà có 75 viên thì bắn nó đã anh em ơi. À, đâu quá. Không phụ đi mấy cha. À mẹ nó đông thiệt chứ. Ủa, cái này không đi được. Hỗ trợ. Thề tôi bắn bồ hay sao ấy. À, sao thằng này đi xuống đây lẹ vậy? Mình đế thấy cái gì luôn ấy. Đồ à. Lắm. Có chúng bắn tỉa không vậy? Mẹ đông quá. Là chúng bắn tỉa đúng không? Ôi ôi gì bây giờ. Một viên, không tính tiền đâu, khẩu nào? Khẩu 50 ly là khẩu nào? Đây rồi, thấy rồi. Ừ, tôi bắn hụt rồi. Hỗ trợ. Ok. Ôi không mấy, đừng bắn, đừng có rung được không? Rung khó chịu quá đi. Hình như mình có support hay sao này? Đấy nè, quân của mình này. Ôi, đâu vậy? Hơi rối này mà. Anh em thông cảm, lâu rồi mới quay lại con game này, rối quá. Nhìn không biết địch ta đâu cả. Mía, rượu mía. Thằng bài à. Bọn mình đã chuẩn bị sẵn luôn nè. Có dây ở đây luôn nè. Ủa dây mình đâu ta? Đây. Có nghĩa là bọn mình đã lên kế hoạch hết rồi. Quá đẳng cấp. Chúng ta đang rời đi, nhanh lên. Cắt lót. Cover đi. Chà, lũ đạn. Ui má ơi, nó bắn bằng cái súng cối anh em. Chạy, em đang chạy đấy anh. Chết mẹ rồi.
sao cái con game này mình chạy nhanh không được, anh em mà tí xíu là bắt đầu kiểu giống như nó thở ấy. Đây rồi, đây rồi. Trời ơi, cái súng này, cái máy bay gì mà lấy đà lâu thế? Ít nhất cũng phải làm một cái đồ che cho tôi chứ trời, cho tôi bắn chỗ giống như là không có gì để che vậy. Em bởi vì nó bắn mình rác gần chết. Đồng đây. Trời ơi, sao không thiết kế một cái miếng thép cho tôi trời. Không biết khẩu súng này có bị nóng không nhỉ? Đa số con đầu tiên khẩu súng này bị nóng lắm anh em, nóng bị nóng cái nòng ấy. Mày mấy thằng này nó bắn rác thật ấy, lì. Mấy thằng quỷ kia nó bắn cái súng gì mà nhìn cái tia lửa mà nhìn có hoài vậy ta? Ôi ôi, hy sinh vì sự nghiệp. Sao chơi ngu vậy? Sao chơi ngu vậy? Rồi xong luôn. Ngu. Rakovic. Nói cách cho đây mới đúng này anh em ạ. Còn cái thằng nãy mình bắn ngay giữa trán là thằng giả thôi. Yeah. Ok bạn ơi, nhưng mà nhớ đến răng nha ông nội.